Luli bất lật đà rắc ra sẽ dễ tắt hai đít ra da ả rắc hà rắc đới tam miệu tam bột ra da đét đi ra én bể sức hơi bể sức bể bể sức xả tam một tiết tới tó à tam một tiết tới tó hoa tam một tiết tới tó hoa tam một tiết tay nhân họ được sư ly ba bố phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính đức thầy. Kính thưa quý vị cộng đồng mạng xa gần trong và ngoài nước, kính thưa quý vị có duyên lành với là YouTube của tất cả anh em. Hôm nay Thanh Hải cũng như Thịnh đối với bé Tường Lâm là tôi xin đính tránh thế dùm cho cái vấn đề gia đình của cha mẹ Tường Lâm, là nhiều cái vấn đề cộng đồng đã phản ánh, nên vậy mà cha của là bé Tường Lâm có cái sự đính tránh trong cái vấn đề tuổi tác, là bởi vì mình nói sai sự thật. Một là vô tình thì không ai nói gì mình, mà nếu cố ý thì nó sẽ bị cái sự là bình định không tốt vì vấn đề cộng đồng mạng. Vì vậy mà Tường Lâm canh vào tháng 2 năm 18 thì cha của Tường Lâm đọc từ 5, tức là qua 19 là 1, 20 là 2, 21 là 3, 22 là 4, 25 là 5 tuổi, cộng như 10 tháng là coi như theo cái tuổi ta đó thì tính nó là 6 tuổi rồi. Vì vậy thì hôm nay tôi thiết nghĩ rằng đối với trên cái buổi hạ nguyên cái hành tinh của chúng ta chỉ xuất hiện có đứa bé là 5 tuổi 10 tháng, là thuộc có một số bài chú với bài kinh và độc lạ Bình Dương hỏi những cái ý đạo đó, thì cháu nó trả lời rất là sắc bén trong cái vấn đề, nhạy bén trong cái sự trả lời. Thì tôi thiết nghĩ rằng đây là cái vấn đề một cái vị, là hôm trước tôi cái clip mà Hà Văn Vàng đó, tôi nói rằng thánh hơn nhân xuất hiện là tôi quá lời. Cái thật ra thì đây là cái bậc đã tu hành trong nhiều kiếp trước, là một vị tăng hoặc một vị ni, là thường học kinh sách trong chùa và hành đạo đến một mức độ nào đó, mà do cái vấn đề cái thân tứ đại phải qua đời trong cái kiếp đó, là cho nên hôm nay cái tàn thức là học biết ở trong kiếp trước nó mang theo đến cái đời này. Nên vì vậy mà ở đây đối với cái vấn đề kinh Phật thì tôi ít có cơ hội xem, vì bởi vì công việc từ thiện của tôi liên tục không bao giờ. Hai nữa là những cái bài chú, thì trước đây tôi có coi diễn thì chú Văn Nghiêm, mà nếu trường hợp thuộc hết chú Văn Nghiêm đó, mà nếu cháu này mà thuộc hết chú Văn Nghiêm đó, mà tôi cũng là một cái giảng viên hòa hảo, năm nay trên dưới là 35 năm, tôi cũng quỳ lại em này ba lại luôn. Là bởi vì chú Lăng Nghiêm nó dài lắm, nó khó lắm, nó tới mấy tập, một chục trang, hai chục trang gì đó chú Lăng Nghiêm á. Vì vậy thì ở đây em nó, cháu nó thuộc diện thì chú Đại Bi, chú Địa Tạng, rồi một vài bài chú ở trong kinh Phật, chưa phải là thuộc lào cái vấn đề chú Lăng Nghiêm. Vì vậy mà tuy cháu nó thuộc một vài bài chú, nhưng mà xét ra vì vấn đề đối với trên trái đất của chúng ta hiện nay, mà đứa trẻ 5 tuổi 10 tháng mà không có học chữ ngày nào, không từng nghe vấn đề mạng, mà tự thuộc lào những cái bài chú Đại Bi, rồi còn giải nghĩa ra cái vấn đề là chú Vãng Sanh, là cái bài Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá, đồng danh đồng hiệu Đại Từ Đại Bi, hộ độ hay cứu độ hay là tiếp dẫn trong binh gì đó, là cái đó là bài chú Vãng Sanh, là do Đức Thầy dịch từ cái chú Vãng Sanh của Đức Thích Ca Mâu Ni ra thành cái bài Tam Thập Lục Vạn Ức. Mà cái này là nhà giảng viên hoặc là những người thông gì những người Phật giáo hòa hảo mới biết được cái bài chú Vãng Sanh này, là Đức Thầy viết cái bài này là giảng cái bài chú Vãng Sanh của Đức Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà cháu này nó biết được cái chuyện này thì nói chung là
cháu là một vị là tu ở đời trước là trả lại. Cái thứ hai đó là bài cúng của Đức Thầy, là cháu cúng một cách dành dẻ và chỉ mẹ cho cha mẹ cháu cúng. Thì thấy cúng á là đương xong là cái củ quyền xong rồi thấy Tây Phương Cực Lạc, rồi có nhất nguyện cầu, ngũ nguyện cầu, ngồi một hơi không biết ai nhắc là hay là tự em cháu nó, do cái sự chuyển biến của bề trên hay là tâm thức của tâm linh của cháu nó là nó nhớ là cái bây giờ bài cúng trước ngôi Tam Bảo mà không đọc bài quy thì nó sai rồi. Vì vậy mà em nó đứng dậy nó sám hối, à, tôi cúng đã sai rồi cho nên vậy mà cho cúng lại và đọc luôn cái sự sám hối là do cái sự cúng thiếu sót. Nên vậy đây là những cái ý tứ là cháu nhớ bài cúng là cho ta nể rồi, mà cúng sai cúng thiếu mà tự động là quay cúng thêm rồi đọc cái bài văn sám hối là mấy câu thơ. Rồi đồng thời những cái câu hỏi của Độc Hà là Bình Dương hỏi gì vấn đề lý do sao ăn chay, là bởi vì không ăn chay tức là ăn mặn đó, nó có mang theo cái sự ghen la của súc vật và chúng ta phải chịu bị cái sự quả báo luân hồi. Nên vậy mà cái này nếu trường hợp là cái nhà giảng viên Phật giáo, nhà triết học Phật giáo hoặc là nhà giảng viên Hòa Hảo cũng có thể giải thích được cái vấn đề cái sự sắc sanh, mà cháu này mới có 5 tuổi 10 tháng mà trả lời những cái câu rắc rối, không phải là rắc rối, những câu hỏi cần tìm hiểu của Phật giáo mà cháu này nó trả lời một cách là suôn sẻ như vậy, thì thiết nghĩ đây là cái người tu chưa kiếp trước chưa hoàn thành trở lại. Cho nên vậy mà giờ đây nếu trường hợp mà tôi nói clip trước là thánh nhân á, là nó rất là sai lầm, mà bởi vì thánh nhân á là đạt được lục thông giống như ngài Thanh Sĩ hoặc là Khổng Tử, Lão Tử hay Tạng Trình Nguyễn Bỉnh Kim là biết được 500 năm vừa tới vừa qua hoặc là những 500 năm sắp tới, và ngài rất là thông kinh bát lãm nên đặt vào cái liệt vào cái vấn đề thánh nhân. Còn vấn đề thuộc kinh điển, nếu trường hợp những người mà sống bên Phật giáo á, là cũng giống như ông gì mà ở bên Thiền Tông Quang Diệu á, là tôi có nghe ông là hổng gài vì lý do có những cái khẩu nó không hợp với Phật giáo Hòa Hảo, chứ thật ra thì ông thuộc kinh điển nói chung là tôi rất là nể, là kinh điển thuộc lào lào luôn. Như vậy thì bây giờ người ta nể là đứa bé này mới 5 tuổi 10 tháng thôi, còn thuộc kinh điển mà thuộc năm mười bài chú thì chưa phải là thánh nhân đâu, chưa phải là siêu sức trần gian này đâu. Và kinh điển có thể người ta đã ăn nằm trong đạo Phật, có thể người ta thuộc hàng ngàn bài kinh luôn. Nhưng mà sở dĩ giờ đây ở trên thế giới này nếu có các chị tu trong Phật giáo lâu năm đó, có thể người ta thuộc hàng ngàn cái bài kinh, nhưng mà các ông nó có đọc lên thế giới người ta cũng không ca tụng đâu, bởi vì ông học mà thuộc, cái này là thuộc về phàm trí, học mà thuộc. Còn cái này đứa bé 5 tuổi 10 tháng nó tự biết, nó tự phát sinh ra, nên cái này nó ngoài khoa học và ngoài cái tưởng tượng của Phật nhân. Hai đó là cháu này nó có cái duyên tu ở đời trước, mà nó có cái gương mặt không phải là hoa hậu của thế giới, nhưng mà có cái gương mặt nhìn vào là có một cái lối thu hút truyền cảm, nhìn là có tình cảm ngay với đứa trẻ này. Ai nhìn vào đều cũng phải nhìn đứa trẻ này đắm đuối thương yêu với một cái tình thương là mến chiếu. Đứa trẻ này nó có một cái gương mặt lạ hơn những gương mặt đứa trẻ trên hoàn cầu. Hai là những cái lời nói của cháu đó nó nhẹ nhàng, rồi nó ý tứ nó vui vẻ, khi mở miệng ra phát ngôn là
cũng giống như nước cam lồ mà để tặng cho người ta uống, giống như cơn khao khát nực nội mà có một cái luồng gió mát mà nó thổi ngang, vì vậy mà làm cho cái sự cảm mến của quần chúng trong và ngoài nước một cách rất là mãnh liệt. Nên vì vậy mà có nhiều nhà bình luận đó, nếu đây là một cái người chân tu trở lại mà xuất hiện trên màn ảnh liên tục, khai thác liên tục, thì người ta e rằng nó sẽ bị là không tốt trong ngày mai, là bởi vì đầu voi đuôi chuột, là bởi vì những cái gì mà linh thiêng á, màu nhiệm á, là người ta cất giấu, mà nếu phơi bày á, nó sẽ thành cái vấn đề hư hoại. Nên vậy mà ngày xưa khi Lục Tổ Huệ Năng á, ngài là một vị cổ Phật trở lại giả gạo, là trong chùa Quỳnh Mai, coi như là ngũ tổ Hoằng Nhẫn, bao nhiêu đồ chúng theo tu học là ngũ tổ, để mong sao cái vấn đề được truyền ngôi tổ. Nên vậy đến cái ngày sắp sửa sửa truyền ngôi tổ đó, tất cả vị đồ chúng đều làm những bài kệ cho ngũ tổ Hoằng Nhẫn đi truyền ngôi tổ, thì được thần tú làm cái bài kệ là thân thị bồ đề đề thọ tâm như minh cảnh đài thời thời cần có thức vật sự nhái thần ai, là coi như là thần tú cho biết là thân như cây bồ đề, tâm như sáng suốt như đài minh cảnh, thời thời cần coi như lau chùi là diệt vọng tâm á, là đừng để dính bụi trần. Nên vậy các vị Phật tử trong chùa là không ai dám mà làm bài kệ thứ hai, là bởi vì bài kệ này nó quá siêu rồi. Vì vậy thì Lục Tổ Huệ Năng mới đưa ra cái bài kệ là thân thị bồ đề bốn vô thọ, minh cảnh diệt vi đài, bốn lai vô nhân vật, hà xứ nhái tầng ai. Như vậy thì cái thân cũng không có thể ví như cây bồ đề được, nó siêu hơn, nó siêu diệt hơn. Là minh cảnh diệt vi đài có nghĩa là cái tâm sáng suốt không có cái sáng nào bằng, cho nên không có ví như cái đài minh cảnh được. Và là bồ đề bốn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, minh cảnh diệt phi đài, bốn lai vô nhất vật, từ xưa đến nay cái tâm Phật nó không có vướng vật nào, đâu có cần lau chùi. Vậy thì hôm nay vì vấn đề sau khi mà cái Lục Tổ Huệ Năng viết cái bài kệ đó trong vách, thì khi ngũ tổ đi ngang thì ngũ tổ lau lấy đồ lau liền, để đồ chúng nếu ai là người biết á thì sẽ được, sẽ là Lục Tổ Huệ Năng bị giết, là bởi vì tranh giành ngôi tổ có thể sát giết cái vấn đề Lục Tổ Huệ Năng. Nên vậy mà ngũ tổ tới cái cối giả gạo của Lục Tổ, nói gạo trắng chưa, nói trắng rồi trời sàn. Nên vậy mà ngũ tổ có ba cái trên cái cối, là canh ba vô ngũ tổ truyền ngôi. Nên vậy mà đúng canh ba thì vô ngũ tổ truyền, thì cho người đưa Lục Tổ là coi như vượt dặm, là không biết bao nhiêu dặm để xa chùa, vậy mà cũng bị là coi như các vị đệ tử rượt theo để mà Lục Tổ Huệ Năng để giành ngôi báo. Vì Phật pháp là Đức Thầy cho biết là vô thượng thậm thâm dĩ truyền, vô thượng tức là đạo Phật không có cái gì cao bằng, và thậm thâm là không có cái gì sâu hơn. Dĩ truyền tức là lấy tâm truyền tâm, vô thượng thậm thâm dĩ truyền, danh ngôn chép để dạch đằng tiên, tức là cái Phật pháp cao siêu đó hôm nay Đức Thầy lâm phàm về thời mạt hạ là danh ngôn, giáo lý Đức Thầy là danh ngôn, tức là những câu văn của Đức Thầy nó là một cái điều là vĩ đại của thế giới để dạy chúng sinh, cho nên gọi là danh ngôn chép để gạch đằng tiên. Đức Thầy đưa ra cuốn sấm giảng để chỉ con đường về tiên cảnh Phật cảnh, là cư gia tịnh độ tâm viên mãn. Cư gia là có nghĩa là người cư sĩ tại gia, là đi theo pháp môn tịnh độ trong cái thời mạt hạ này, là phải tu pháp môn tịnh độ là viên mãn, đi đến chỗ viên mãn. Là trong thời chánh pháp thì tu thiền,
đắc đạo giống như trường hợp Đức Thích Ca Mâu Ni. Và truyền lại 33 đại tổ, đi truyền tới đâu là lấy tâm truyền tâm, cho nên vì vậy mà là coi như chúng sanh đắc đạo vô số. Mà trong cái thời kỳ mặt hạ, nhà Phật cũng có để lại câu là xuất gia bất như cư sĩ. Trong cái thời mặt hạ đó, là cái người xuất gia đó là giải thoát không bằng người cư sĩ, mà cư sĩ bất như nữ nhân, có nghĩa là người cư sĩ người nam nó không bằng người nữ. Vì vậy mà trong cái thời mặt hạ này, quý vị mình thấy giảng sanh phần đông là người nữ, mà bên xuất gia mình cũng không thấy giảng sanh nhiều, mà thấy những đề cư sĩ tại gia. Là bởi vì người cư sĩ tại gia có vợ có con, đi mần là ở ngoài đồng á, là xịt sâu xả phân rồi mần mướn giết chịu không nổi, thấy cái cõi trần này chịu không nổi, nên vừa làm vừa niệm Phật. Nên vậy trong cái khổ đó người ta chán đời, vì vậy mà kêu những tiếng Nam Mô Đà Phật đó rên la thảm thiết đến Phật A Di Đà, động máu từ tâm mà cư sĩ được giảng sanh. Còn cái người nam á thì niệm Phật nhưng mà Phật ít rước, là bởi vì cái người nam á cái tánh hay bảo thủ ngang ngược mạnh bạo, còn người nữ yếu mềm, tin Phật là tin hết lòng, nên vậy mà người nữ giảng sanh rất đông.